Xin giới thiệu các bạn là cái mẫu bánh khủng gai địa hình. Cái gai địa hình này thì cái gai này gai cao, cái gai của nó cao 2 cm các bạn nhé. Gai thì nó dày cho nên các bạn đi đường phố cũng hợp mà đi đường địa hình cũng rất là phù hợp. Bản thì rất là rộng. Con này là bản rộng 25 cm. Đường kính là 60 cm. Đấy. Thông số của nó là 25 nhân với lại 10 trừ 12. Đây là các cái thông số kỹ thuật của nó đây. Đấy. Trong số tất cả các loại vành như mình đã giới thiệu thì đây là cái loại vành đắt nhất, cái loại la răng đắt nhất. Cái la răng rẻ nhất là la răng đơn như sàng trong video đây mình để góc màn hình này. Tiếp theo là đến la răng lan kép. Và loại này là loại đắt nhất, loại giả ốc này. Nó có những cái mũi ốc giả này. Đây là loại la răng đắt nhất các bạn nhé. Và cái bánh này là có đường kính 60, bản rộng 25. Đấy, các bạn vành này là vành 12. Thì tối với những cái vành 12 ấy thì các bạn lắp những cái cầu phanh đĩa ấy, thì tất cả các loại cầu phanh đĩa đều có thể lắp được. Thì mình đo cái lòng trong cho các bạn xem nhé. Cái lòng trong này của nó là 25, 26 cm, là ở trong là 25. Đấy. Và phía bên ngoài này của nó là 29 cm. Tim ốc này của nó thì vẫn là cái tim ốc chéo 8 nhân với lại 11. Cái tim ốc này thì vẫn là tim ốc chéo 8 nhân 11. Và cái lỗ tâm giữa này là lỗ 90. Thì mọi cái thắc mắc về giá thành hay thông số sản phẩm thì các bạn liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Xin nhắc lại đây là mẫu bánh 25 nhân 10 trừ 10 2 các bạn nhé. 25 nhân 10 trừ 12. Đấy, bên em cũng còn nhiều mẫu này còn nhiều.